bác sĩ đó. Rồi. Ừ, đúng rồi, chính xác. Ôi. Cầm chân đá được đồ thì nó có 7%. Ừ. 5% đó, ăn thôi chứ. Ăn chẳng quá cái tâm lý vậy thôi á. Bỏ cái tivi anh thấy bị hướng đấy. Dạ. Để cái vô bình thường thấy được tivi á. Diệp sĩ đây. Mua quang dụng đã mua mua rồi. Đủ hai thằng. Vét. Quang dụng. Lấy dụng. Lấy dụng đợi thành quang dụng. Nga men hai mua nó chỗ đi mãi sân bắn hay hứa đây. Đúng suối là chị ẩm mắt ẩm đi đấy chứ phải mua điện máy xịn rồi điện tử hết suối à điện máy xịn để cho bầu cái bầu hết nặng và chảy máu lâu lắm rồi mới cầm máy anh thêm cầm. Chị mang quả ra em cho con nó quay luôn. Thấy em khách nữa mọi quả. Sướng được. Lại ý này hết xui rồi đó. Ừ, hết xui. Hai đem lòng đứng mà bước xuống 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 miệng hết. Mày khi gặp tí nhau. Mua thằng bài đấy. Lao đó cái máy đấy, cái mỏng đấy. Bán TV để kiếm tiền quý bán rồi. Hàn bảo ngày mai là điện lên bán TV quý bán. TV thì 2 năm, cái nhà đấy chuyển qua đã được 2 năm không hết. Mày than. Để chạy theo đó. Chạy với vậy. Vậy bữa đi mua TV thì qua quê đi trong máy. Mua máy. Với thêm con cái phiêu phiêu hông phiêu hông mà phiêu sân khó là thì lên đá số mình cầm ngay đêm độc xong mình bắt chứ có ai mà giữ lại hai mà năm hai năm có sao mà hồi chiều qua hai năm đến lục đá đó bọn lục đá đó con lửa nóng nhưng mà tầm rưỡi mà cũng có một người như nhà em á một người chuyển chữ thằng nữa còn một người chuyển đồ ăn là em yên tâm làm đó. Thế người nào ăn ở làm việc đó cứ làm việc bên mẹ đó việc đó. Việc vừa quay vừa nấu ăn việc nấu ăn vừa mà tham mà đóng ngay mua đóng này tê nhảm nhảm ngay chứ đợt đi đợt đi có muốn còn nhiều lắm chụp có đợt nhảm đi đợt đi con mấy ngày tết đi chứ mẹ mà gió mấy ngày tết trước mua liên tục thì được. Bác sĩ sắp học sống rồi, sắp thí rồi, thí sống làm gì đó. Bác sĩ trừ thì em yên tâm. Ba nấu ăn rồi, bác sĩ trừ ăn là được. Được cái thí sống rồi nha. Gần tiện nhân dịch cô chú chứ chứ nè. Biết cách buông hẳn thế, hẳn phải biết cách buông thế. Sao lạ lắm. Việt đó cho ai nữa mà. Mặt còn cho đo chứ, mặt ái là mặt đo cũng. Đẹp nó con còn giống như. Thằng đừng đọc quá. Biết cái nhà này thương hẳn rồi đấy, già lên khó cử lường hướng lắm, khó cử nữa cái, chạy nước mắt. Rồi.
Hôm nay bữa tối ngủ xấu, bữa ngay ngủ thỉnh lắm. Bữa tối dậy tối mở mắt đã cười cười xong nó thấy bịm ra ngủ lại tiếp đó, không cần bù năm đã ngủ luôn. Lâu đi cho người ta nghỉ ngơi được một tí nữa, lâu lắm cho mấy người đợi nghỉ gì. Bập bập lên tóc lên đó. Nguyên thưa biết rồi chứ. Sáng con học trò chị đem quay bơ tao bấm quay nữa, dùng to lên rồi bơ để rửa đi đã rồi em thanh nhìn có thể rửa nó khó bấm quay đó, ngã ngao cuộc đời được không? Có hết con không? Cái số em học to hồi chứ mà toàn hỏi muốn học nữa, toàn người hỏi muốn học. Chưa rồi đi. Bước rồi, thôi bác mong đi. Mong đi. Mong đi.
Bà coi tivi, bà coi xem tivi. Nấu màu đen. Để ly em dâu và em độ 20 ngày làm cho mày. Đen để lâu ngay quả viêm mụ lên ức chế trắng hẳn ra được cái làm quấn không được nó mẫu. Cái em mọc lên đi đến học muốn thế nào đến tí phước rồi nhóm đi vậy rồi mười học lớp tám nhé mấy cứ hưởng được còn quá lớp mấy lớp sáu à lớp bảy à có lớp sửa này lớp tám mười chưa lớp tám mười năm năm đi chứ mấy năm ngoại năm ngoại mười năm năm đi chứ năm ngoại năm rồi bảy cuối năm ngoại là nó không lớp tám rồi chỉ chuẩn bị nghỉ năm ngoại lớp bảy hè lớp bảy em hè bảy là năm rồi hè lại nét á không lâu chắc là được. Tính trạng là con lại một không? Không á, tóc có mấy hai chân mấy triệu lai nữa, hai chân mấy thì hai đâu mấy thì. Đi. Ôi dâu ơi. Ôi phận là phận để tổ phận lên mặt quá. Chừng có đó, cho cái bóng đó. Cái tay bỏ cái ông lại nhảy. Cháu lắc em ngủ đó. Nhà này cái này đem phút cho rồi.